Chào các bạn đến với kênh Minh Sù Gaming của mình. Minh Sù aka David mình. Hồi này thì có vài cái vụ là WannaCry khiến giờ mình đau đầu. Sợ nhất là vô ba web xong rồi bấm bậy bạ rồi phúc kích. Nhưng hiện giờ thì mình chưa bị, mà mấy ngày nay mình thấy có mấy trẻ trâu đổ đăng lên rầm rộ cái vụ mà thư kiêu chiến virus WannaCry của thanh niên Việt cái gì ta, kháng Upin thì phải. Chắc là kháng Upin. Tên mình thấy hơi kỳ. Mình cũng có ghé qua bên channel của nó thì chủ yếu là Kiddo Minecraft. Giờ thì ở đây mình có đào cái video của nó về, giờ mở xem thử. Rồi, bắt đầu giờ là gì đây? Xin gửi đến bọn làm ra Vivid WannaCry chuẩn bị đâu mực. Phải xe. Mới vượt với giới hạn mà cùng thêm tí xa nữa. Thua bọn này. Gì đây? Chúng này đã chọc giận vào hacker VN rồi. Ok, đi tìm. Đã đến lúc hacker Việt Nam bọn tao ra tay trừng trị. Mẹ, mọi người thân được. Trừng trị. Trừng trị chúng mày. Đã đến lúc bọn tao phải tiết lộ lại phần thật của mình. Vâng, có một lời gửi cho tới Khánh Upin luôn. Thứ nhất, hacker không bao giờ tiết lộ thân phận thật của mình, bởi vì thứ nhất đã là hacker, tức là người tạo ra virus, thì người tạo ra virus là có liên quan đến luật pháp, thì cái người mà phát tán virus là sẽ chịu phạt đến 12 năm tù, cho dù nó có là virus tốt hay là virus xấu đi chăng nữa. Ok, tiếp cái thứ hai là mình không biết là mấy đứa hack khung đồ ra sao, mà viết code đồ ra sao mà thấy chính tả hay sai từ lưa. Thôi thua, thôi coi tiếp rồi. What the fuck. Dự án hack lại bọn WannaCry gồm hai thành viên chủ chốt sau của tem. Nó để cái video nó đứng nó múa cũng hay thật. Gì đây? Đạt đi đi in bên khỏi ngoài cùng. Hai này người gì ta, bên Malaysia thì có cái series là Upin Ipin, còn nay ở Việt Nam chết Unang Usơ. Gì đây? Đạt Ipin bên phải ngoài cùng chỉ dẫn cô điên. Trời, tiếng Việt chưa xong qua tiếng Anh thua bọn này. Thiết lập dự án lập trình công nghệ cao không có video khác nên tạm lấy cái này, mọi người thông cảm. Thua đấy. Cái gì đây? Ôi giời ơi. Tin được không trời? Hacker livestream giấu mặt về mà kêu, mới đầu kêu ra mặt hay lắm. Rồi gì đây? Hacker typer.net. Thôi tao thua. Trời ơi, cái thời đại nào còn xài WinXP. Thua mày này. Gì đây?
gì thành Anonymous Typer. Nó thiếu chữ VN rồi. Nhá, dành nhất lớp. Lớp gì? Thực hiện dự án lập trình của team. Cẩu chứ. Cẩu mới thua. Video được edit tẹt bởi Khánh Upin trên kênh YouTube. Cái chữ YouTube mà nó kêu YouTube. Muốn hack Facebook hay các liên minh có thể liên hệ kênh 100k một lần hack. Trời ơi. Trời ơi. Chế. Gì đó? Chúng tôi là Hacker VN. Chúng tôi là huyền thoại. Chúng tôi không quên. Chúng tôi không tha thứ. Trời. Đúng là cái câu nó chế. Phần Legion. Legion chứ không phải là Legend. Mà mấy ngày nó dịch ra là huyền thoại hay. Legion ở đây nó là quân đoàn chứ không phải là huyền thoại là legend khác. Trước khi kết thúc thì xin gửi vài lời cho Khánh Upin. Thứ nhất là cháu Khánh Upin nên đi học lại chính tả, và thay vì ngồi rảnh đến mức làm những video này để thách đấu với WannaCry thì có cháu nên đi học lại cái phần coding. Đừng lên hacker ta cơ. Thầy gì không ai tin vào các cháu đâu. Nhưng mà mình cũng có một vài điều với WannaCry luôn là đặt mọi người lợi dụng được cái lỗ hổng của Microsoft và tiến thẳng tới với tấm tiền thế giới. Mình cảm thấy rất là hay. Những cái người làm ra virus này mình cảm thấy rất là hay. Thôi thì kết thúc video thì các bạn có thể để lại một like hoặc là một sub cho channel của mình. Vâng, và chúc mừng channel được 100 sub. Thank you and goodbye.